Tuyền xin chào tất cả các bạn. Tuyền xin chúc cho tất cả các bạn luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an và may mắn. Buổi trưa hôm nay gia đình nhỏ của Tuyền sẽ đi xuống một cái vườn rau của người Thái Lan. Họ trồng rau của giống như là rau Việt Nam mình á. Tại vì Việt Nam mình và Thái Lan thì cũng giống giống nhau. Thành ra là họ trồng rất là nhiều rau. Trưa nay Tuyền và ông xã đi xuống dưới đó để mà mua rau và quay phim cho tất cả các bạn xem. Thì từ nhà Tuyền mà đi xuống đến đây khoảng 15 km, đi xe hơi là khoảng 15 km, nằm ốc một ngôi làng, nhưng mà ngôi làng này cũng chưa bao giờ Tuyền đến. Đây là lần đầu tiên Tuyền đến để mà Tuyền mua rau. Thì Tuyền xin mời tất cả các bạn cùng đi theo Tuyền và ông xã để xem cái vườn rau của người Việt, người Thái họ như thế nào nhé. Hiện tại là 3:30 chiều ở bên Hà Lan đó các bạn. Mùa này thì các bạn đi ra ngoài đường ở Hà Lan á thì khắp mọi nơi, nơi đâu mình cũng thấy hoa hết á. Tại vì mùa này là mùa hè, thành ra là hoa nở rất là nhiều. Cái đường lộ xe hiện tại Tuyền đang đi là 50 km/h. Hai bên đường rất là đẹp luôn, hàng cây mọc rất là xanh tươi đẹp, thật là đẹp. Hết đoạn đường 50 km/h thì ông xã Tuyền đang lái trên đoạn đường 80 km/h để mà mình đến cái vườn rau của người Thái Lan mình mua đó các bạn. Thì Tuyền cũng chưa biết là họ trồng tất cả những cái loại rau gì trong đó, nhưng mà qua một lời kể của người bạn á thì họ kể là cái vườn rau của người này có trồng rau muống nè, rau dền nè, ớt nè, bầu bí thì cũng nhiều lắm. Nhưng mà Tuyền lần đầu tiên Tuyền mới xin được cái địa chỉ và Tuyền đi đến đây đó các bạn. Hiện tại ngoài trời nhiệt độ khoảng 20-22 độ C. Bầu trời hôm nay trong xanh nè, rất là đẹp. Bên phía tay trái của Tuyền là một cánh đồng rau mênh mông. Ở bên đây họ trồng cây xanh rất là nhiều các bạn. Thành ra là khi mùa hè mình đi mình thấy rất là mát mẻ. Một ngôi nhà này nằm ở đây đẹp quá. Những cánh đồng rau bạt ngàn, xanh tươi, xa tăm tắp. Khuôn viên vườn của ông rất là đẹp. Sân nhà của ông rất là đẹp. Các bạn ơi, sau 10 phút chạy xe thì Tuyền và ông xã đã đến cái vườn rau của cái cô người Thái Lan này rồi các bạn. Cô người Thái Lan lấy chồng là người Hà Lan. Thì ông bà trồng một cái vườn rau này rất là thích thú luôn. Hiện tại ở trước mặt Tuyền là dây khổ qua nè. Các bạn thấy quá trời nhiều luôn, rất là xanh tươi. Họ trồng bằng những cái mà bọc ni lông này nè.
thì bước vào đây rất là ấm luôn. Và Tiền thấy khổ qua rất là tốt, rất là đẹp, trái đẹp lắm, rất là nhiều khổ qua luôn. Các bạn nhìn là khổ qua nằm xen trong lá nè, rất là nhiều. Hoodie is 3 kilo. Hiện tại thì Tuyền thấy rất là nhiều khổ qua nằm xen trong những cái lá này nè. Khi các bạn vào vườn này các bạn thích lắm. Wow, quá nhiều trái luôn. Mình đụng vào lá khổ qua đó có cái mùi thơm rất là thơm luôn. Xung quanh đây nè, các bạn thấy nè, khổ qua nằm xen ở trong những cái lá đó. Tí nữa Tiền sẽ hỏi cô chủ là bán bao nhiêu một ký. Wow, nhiều nhiều lắm luôn. Những trái khổ qua chen chút mọc ở ở đây nè. Dạ. Tiền thấy ớt, các bạn thấy ông trồng ớt rất là nhiều luôn. Wow, ớt trái nhiều lắm nè. Ớt này là cây lắm á, hình như Tiền nghe nói là ớt chỉ thiên. Wow, ông trồng nè ớt từ đây nè, các bạn nhìn thẳng tích xa kia đó là ớt không đó. Hiện tại thì ớt cho trái rất là nhiều. Ông nói khu vườn này thì người Việt Nam chưa có biết nhiều, nhưng mà người Thái thì biết nhiều lắm. Ham quá, khi mà mình được khi mà mình ở Hà Lan á mà mình được thấy một cái vườn rau châu Á như vậy nè, thích thú lắm các bạn ơi. Tự nhiên trong lòng mình thấy rất là vui. Ông bà chủ rất là dễ thương. Đó, họ trồng đất xong rồi họ có trải một cái miếng này nè. Họ trải miếng này xong rồi họ chưa khoét một cái lỗ vừa cái cây ớt trồi lên thôi. Mà Tiền nghĩ cái ớt này cũng lâu năm rồi nè, cái gốc rất là to, cho trái rất là nhiều. Những cây ớt rất là xanh tươi, rất là tốt. À, vào bên đây. Bên đây Tiền thấy là cây đậu đũa. Cây đậu đũa nè, trái dài. Wow, thích quá các bạn ơi, rất là thích luôn á. Wow, những cây đậu đũa rất là thích luôn. Hiện tại trước mặt Tuyền đây là rau muống nè, bà bán 5 euro một ký, rất là ngon. Tuyền rất là thích ăn rau muống xào tỏi, xào thịt bò. Thật ra là khi ông xã Tuyền thấy rau muống, ông xã Tuyền thích lắm. Trước mặt Tuyền có cây chuối nè. Ông nói là ông cũng bán cái ngọn khổ qua này nữa nè các bạn. Thành ra là chắc Tiền hỏi Tiền mua cái ngọn khổ qua này. Để ông nói là người Thái họ ăn cái ngọn khổ qua này rất nhiều. Những trái khổ qua dễ thương quá. Tiền rất vui là Tiền xin được cái địa chỉ của người bạn, cho cái địa chỉ ở đây để mà Tiền đến, Tiền xin ông bà Tiền quay phim để mà chia sẻ lên cho tất cả các bạn xem. Ở bên Hà Lan thì những người Việt cũng như là những người Thái, họ có thể họ mướn đất nè, họ làm lên một cái nhà giống như nhà kính vậy đó. Họ trồng rau màu của người châu Á mình để mà cung cấp cho người châu Á mình. Thành ra là Tiền rất là vui.
Cái đây là hệ thống tưới tự động nè các bạn. Ông đặt hệ thống máy tưới tự động. Cà này hình dáng tròn. Màu tím hoa cà. Rất là đẹp. Vườn rất là rộng lớn luôn. Wow, đây là thì thấy bí nè. Bí bò ngổn ngang trên đây. Nhưng mà chưa có trái. À, hiện tại thì bí cho có trái nhỏ lắm. Nằm thấp ở trong đây nè. Ông bà có khu vườn rộng lớn này, ông bà trồng để mà ông bà cung cấp cho những cái tiệm mà bán đồ Á Châu á các bạn. Soup. Hiện tại thì Tiền đang ngồi chung với một cô chủ người Thái, có một cái vườn lớn như vậy nè các bạn, trồng rất là nhiều rau của châu Á mình luôn. Đây là trước mặt Tiền là rau muống, mà tiếng Hà Lan kêu là Cancun. Rau muống rất là xanh tươi, thì bà bán một ký là 5 euro. Từ nhà Tiền mà xuống cái vườn của bà là khoảng 15 km lái xe. Thì hiện tại Tiền mua khoảng 5 ký. Các bạn biết tại sao Tiền mua nhiều không? Tại vì Tiền mua xong rồi Tiền về thì có thể biếu cho họ ăn. Tại vì ở cái tỉnh Tiền ở hiện tại thì Tiền chưa thấy rau muống bán nhiều. Tình cờ xuống đây Tiền thấy bà bán vừa rẻ mà vừa ngon nữa. Thành ra là Tiền mua 5 ký. Về sau đó Tiền biếu cho những người quen. Thì bà đang cắt rau muống. Các bạn thấy nè, rau muống rất là xanh tươi, rất là ngon luôn. Khi mà mình sống ở giữa lòng châu Âu mà mình bắt gặp được cái vườn rau mà xanh tươi như vậy nè thì mình thích thú lắm các bạn ơi, rất là thích thú. Khi mà mình bắt gặp một cái vườn rau châu Á thì rất là thích. Mà Tiền thích nhất là rau muống này nữa nè. Rau muống này mà mình ăn lẩu ha, hay là vịt nấu chao, cái muống xào thì khỏi chê. Con bay xem đi. Dạ. Family khởi xin. Dạ. Now here, nôi khởi xin show. Banana nôi á. Dạ. Vai nè. Mà yêu hết là khởi từ tên. Dạ. Mà yêu cần đi giá. Nụ. Phía giá không mà. Không phía giá. Dạ. Bộ yếu sư. Cái này sẽ cái này nè. Nên đây khổ lúa, khổ lúa. Yêu ngang kinh. Cái kếp hạ của Pháp là xài gồm 2000. Oh, it's naked in India. It come out May in 2000. It come May. May. Oh, May. And May and ended the May. And ended. It come 7 and 20. Oh, bye na. Bye na. Bye na. And have you children? Yeah, two. I have two. It kept and daughter. Two young. I have two young. Two young. Yeah. And yes, Pepeo, right? Oh, Pepeo. Slim, huh? Yeah, good. Nào Tiền văn xã Tiền cũng hỏi bà cùng đến cùng năm với Tiền luôn đến Hà Lan này, bà lấy chồng người Hà Lan, bà ở Thái Lan bà lấy chồng người Hà Lan, bà đến đây năm 2000, bà có hai người con trai. Tiền thì cũng Tiền đến trước bà 4 ngày, bà đến 31 tháng 5, Tiền đến 27 tháng 5, thì rất là vui khi gặp được bà. Cái bên heo bà lai. Dạ, ok. Mà giờ mua áo bên giấy lại xì héo dòng áo. Cái bên phía phía tập. Ờ, dạ. And you? Ồ, đi anh phải tập. Ở đây là có đồng xếp dòng à. Ôi, nè mô. Dạ, xây ra dòng xếp. Dạ. Em đem giấy xe phần phía tập. Ồ. Ếch và. Nó Asia á. Asia, dạ. Giấy ở héo. Doctor héo là môi doctor. Đăng kêu. Đúng rồi các bạn ơi, bây giờ Tiền phải cởi áo ra chứ hiện tại là mồ hôi Tiền nó ra rất là nhiều rồi. Bà kể bà có hai người con trai đầu của bà học rất là giỏi,
Nhưng mà một môn bị yếu, bà phải mướn thầy đến dạy. Một giờ ở đây trả là gần 50 euro một giờ cho dạy thêm đó các bạn. À, thì ông cũng nói là cái đọt rau khổ qua này nè, cũng bán đó nè. Thành ra tí nữa tiền sẽ mua ăn thử. À, các bạn thấy những cái trái khổ qua nè, rất là dễ thương không? Rất là thích luôn á. Cho anh chị em tâm hình. Tiền mà bà đã cắt được bao nhiêu rau muống rồi nè các bạn, nhưng mà tiền nghĩ là chưa đủ, thành ra là bà đi cắt thêm nữa, rất là xanh tươi luôn. Một ký chỉ 5 euro, 5 euro là 125.000 một ký. À, so với Việt Nam thì rất là mắc, nhưng mà so với ở bên đây thì rất là rẻ đấy các bạn. Mà mỗi khi mà mình gặp được rau muống á, mình mừng như là mình gặp vàng á các bạn, tại vì là rất là quý hiếm ở giữa cái châu Âu này. À, khi mà mùa đông á các bạn biết không, 10 euro một ký á, còn mùa hè thì chỉ có 5 euro thôi. Thành ra là mỗi khi mà mình gặp được rau muống á, giống như mình vớ phải vàng á. Now Rutan is a persona. Thì bà nói á, cái ngọn khổ qua này nè thì hơi mắc một tí, là 10 đồng một ký. 10 đồng một ký là khoảng 250.000 tiền Việt Nam mình. À, nhưng mà tiền nói với bà là tiền mua nửa ký, tại vì chưa bao giờ tiền ăn cái đọt khổ qua. Thành ra là tiền mua nửa ký về tiền ăn thử thì xem sao. Tại vì ông xã của bà nói là người Thái họ mua cái đọt khổ qua này rất là nhiều, thì tiền cũng bắt chước tiền ăn thử. À, bà chủ rất là dễ thương, bà rất là dễ thương luôn. Thấy cái rau dền này của bà nè, rất là ngon. À, tiền hỏi mua thì bà đưa cái kéo cho tiền nè. Bây giờ tiền tự cắt rau dền. Bà nói với nhà tiền muốn ăn nhiêu thì cứ cắt bao nhiêu. Rất là ngon luôn các bạn. À, ở đây á, tiền thấy bà trồng rau quế nè, ngò rí nè, rau dền. Nói chung ra là hầu như là có rất là nhiều cái rau của châu Á mình. Rau dền rất là xanh tươi. À, cháu Linh rất là thích ăn rau dền này. Rau ở Hà Lan này các bạn, lúc đầu cũng bắt mắt hơn ở Việt Nam mình khoảng gấp 5 hoặc là 7 lần á. Wow, thơm, rất là thơm, rất là xanh tươi luôn. À, mọc giống như là cỏ vậy đó các bạn, rất là nhiều. À, cái này tiền thấy như là rau tập tàn ở vùng quê của mình đó các bạn. À, tiền nghĩ là khi mà mình kho cá, kho thịt đó luộc lên ăn chắc là ngon lắm á. Thì thấy đây cũng có vài cái đột bí của bà nè. Đây bà với một cái nóng khủng khiếp. Giờ mà hôi thì nó đổ rồi nè. Dễ sợ đổ luôn. Khủng khiếp luôn. Mẹ rau dền. Anh quen em nè. Hiện tại là tiền nóng khủng khiếp luôn rồi. Ở đây là những cái bao mà ni lông á, mà dưới ánh nắng dội vào nữa thì nóng lắm đó các bạn. Hiện tại cái gương mặt của tiền nè, mồ hôi quá trời luôn. Cái tiền chắc lẹ tiền đi ra quá. Tại thì cô chủ này cô đang cắt rau quế cho tiền nè. Cô chủ người Thái này năm nay cô 53 tuổi. Vợ chồng cô rất là dễ thương.
Bác sĩ môi bà la sĩ cơ mà, bà la sĩ cơ mà. Bác sĩ ép môi à. Dạ, dạ. Cái rào heo lê cơ. Nào, áp anh tôi ít na là tô cô. Dạ. Đây sẽ cô bình. Thì đây là những cây bắp nè, bà trồng những cây bắp ở ngoài trời nè. Hiện tại thì Tiền thấy bắp được lên bao cao rồi, chắc khoảng 30cm. Hiện tại Tiền thấy bắp lên nhiêu đây. Nhớ Việt Nam quá các bạn ơi. Hiện tại Tiền đang ngồi giữa cái cánh đồng này nè, mà Tiền nhớ đến Việt Nam quê mình rất là nhiều, rất là dễ thương. À, xa xa kia Tiền cũng thấy bà trồng đó là bí, rất nhiều bí luôn. À, như bên này là bà cũng còn rất là nhiều đất, bà đã xới lên hết rồi. Ô, đây là những cây, đây là những cây ngò rí nè các bạn, thơm lắm, cái ngò này rất là thơm luôn. À, mỗi khi mà Tiền ngửi cái cọng ngò này nè, Tiền nhớ Việt Nam những cái món canh đó. Một hàng xa tăm tắp luôn á, đây là ngò rí, nó một hàng chạy dài đến đằng kia là ngò rí không á các bạn. Ở đây là người chủ họ đặt máy tưới tự động hết. Ở trên cái mảnh vườn này mà Tiền thấy là 4 cái máy tưới tự động nè. À, cái vườn này là vườn ớt. À, bà bán, đúng là bà bán cho người khác là 10 đồng ký, nhưng mà bà bán cho Tiền chỉ có 5 euro một ký thôi. À, rất là ngon, đây là ngò rí, mùi thơm rất là thơm luôn. À, cái rễ vẫn còn nữa, bà nhổ lên nguyên rễ của bà bán luôn. Đây là quế, Tiền nghĩ quế chắc khoảng 1 kg. Bà bán quế này thì cái quế này bà bán là 10 đồng một ký, là khoảng 250.000 đồng tiền Việt Nam mình. Còn cái ngò này thì một ký khoảng 125.000. Đây là cái ngọn của cây khổ qua này các bạn, thì ngửi rất là thơm. Thì lần đầu tiên Tiền ăn thì chưa biết nó như thế nào. Bà cũng bán một ký là 10 đồng thì Tiền mua nhiêu đây. Và đu đủ xanh này bà bán một ký 7 đồng thì Tiền mua 2 trái. À, trong vườn của bà thì bà không có trồng đu đủ các bạn, nhưng mà bà lấy đu đủ này từ ở cái tỉnh khác bà đem về để bà bó mối cho nhà hàng, thì bà bán một ký là 7 đồng, tổng cộng là 57 đồng, nhưng mà bà lấy 55 đồng thôi. Tiền mua tổng cộng này tính ra 1.000.000 tiền Việt Nam, nhưng mà cũng rất là nhiều các bạn, rất là nhiều. Nào hát sức bà đang á, Julie Hill, A được không Benson? À, con đường này quá đẹp luôn các bạn ơi. À, có những hàng cây, cái thân cây rất là to luôn, mà Tiền nhìn rất là đẹp. À, Tiền và ông xã vừa mới đi mua rau về đó, thì Tiền rửa được một cái rổ rau này nè. À, rất là thích luôn các bạn. Cái rau này mình kêu là rau tập tàng á, là hiện tại đây Tiền có 3 loại rau. À, là Tiền có ngọn bí nè, rau dền nè, và ngọn khổ qua. Thì Tiền có 3 loại rau nằm trong cái rổ này, bây giờ Tiền sẽ luộc. À, khi mà Tiền nhìn cái rổ rau này, Tiền rất là nhớ quê nhà. À, tại vì ở quê nhà, đối với mình cái rau này nó rất là mọc nhiều ở sau vườn. Nhưng mà bên đây mua là 1 ký khoảng 10 euro đó các bạn. Thành ra là khi mà mình ăn được cái rau này, mình cảm thấy mình rất là hạnh phúc, rất là vui. Tiền chưa ăn mà Tiền đã thấy Tiền thèm nhiều nước miếng rồi đó. Ở nước châu Âu mà mình được ăn cái rau của quê hương mình á, thì còn gì bằng các bạn, còn gì vui và hạnh phúc bằng. Mà mình được tự vào vườn mình hái luôn. Cái cô chủ này cho Tiền tự vào vườn Tiền hái luôn á, thì cái đó là mình còn thích nhiều hơn nữa. Cái đĩa rau quá ngon luôn các bạn ơi, cái đĩa rau mà nó hấp dẫn gì đâu luôn á. Đây là rau tập tàng. À, Tiền xin mời tất cả các bạn cùng ăn cơm chiều với gia đình Tiền nhé. Cái món rau luộc, thịt kho và trứng luộc.